efter var. Được rồi, để tôi phân tích được. Rồi, này nhá, tôi
tiếc cái mặt ông rồi nhá. Này nhá, có phải có tình ý gì với cô giáo không? Hả? Ngày nào cũng đòi đưa con tí đi lớp. Hả? Có tình ý với cô giáo đúng không? Tình ý cái gì? Tôi chỉ là tôi có tình ý với nở thôi. Tình ý với nở á? Thế mà nói cái cô giáo một cái cứ bên tranh chấp ý. Thằng này nhá, tôi nè, tôi cứ cho sang ngớ ra qua. Tôi làm sao? Tôi cho nó ra ngô, ra qua chứ sao nữa. Chúng chuốt sáng. Chiều cô đưa mày đến lớp gặp cô giáo ngay. Thì cho vụ này thì tăng bằng. Mày ở nhà với thầy. Này nhá, mày không phải sợ gì hết. Mày cứ nói là con gần nở ấy, thì cái nàng vũ đại này phải sợ. Nói gì cô giáo của mày? Sợ quá. Úi giời ơi, xem ai sợ ai. Nào, thôi, bây giờ vào ăn cơm. Chiều cô dẫn mày lên lớp đi. Ăn cơm phải tính tiếp. Cô bà không vừa hát bài hát gì nhỉ?